Kính thưa các ngoại, các mẹ và các cô chú anh chị thân mến, để cùng nghe và cảm nhận sự khác biệt, cái tinh tế trong cách xử lý bài hát qua ca khúc Đêm Mưa Nhớ Mẹ của Út Cường với chất giọng của tuổi 20. Hôm nay Quỳnh Thi, cháu con em mạng xin phép được tách tiếng hát của Út Cường ra khỏi giai điệu của bài hát để mọi người trong chúng ta cùng nhìn nhận sự tận tâm của thầy và sự tận lực rèn luyện của trò. Sau một năm về chung nhà, có thể nói rằng đây là món quà vô giá mà bác Ba Ngọc Sơn tặng cho cậu học trò nhỏ của mình và mang đến khán giả một hình ảnh mới, mỗi sứ giả cảm xúc của năm 2023. Mời cả nhà cùng nghe. Đêm nay nghe tiếng mưa, con ngồi đây nhớ mẹ ở quê nhà. Mẹ bây giờ con nhớ thương con. Tuổi 13 con phải xa gia đình, gói cuốc thân một mình nơi xứ lạ người xa. Đêm nay nghe tiếng mưa lòng còn sao nức nở, tuổi thân con khờ nó đôi biết nhờ ai. Đời rồi trôi đâu biết đến ngày mai, nước mắt con buồn trào ôi nhớ mẹ làm sao. Mẹ ơi, mẹ ơi, con mong sao năm tháng xưa hoài về, để được ngồi bên mái ấm của tình thương, để được nghe câu hát mẹ ru con bên mái tranh lạnh lùng nhưng thấm đượm tình thương. Qua bao năm tháng trôi đời bao nhiêu biến đổi, tóc mẹ đã hai màu vì dài nắng dầm sương. Rồi từng đêm mưa rơi thêm nhớ thương, nước mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ làm sao. Nước mắt con tuôn trào. Hãy subscribe.